Các đồng chí, sắp ra chiến trường rồi, lần này hành quân chẳng biết ngày về, lúc nào sẽ lại ngồi với nhau như bây giờ nhỉ? Thời chiến tranh, mình được phóng sức cho đất nước đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi các đồng chí ạ. Tuy rằng nếu chiến tranh có kết thúc, chúng ta cũng chẳng biết ai còn sống hay đã chết. Nhưng có một điều mà luôn tự hào là bảo vệ cho con em chúng ta được sự bình yên. Hôm nay anh em mình ngồi đây với nhau ngày nào là trân quý nhau ấy. Anh em ta ai mà có gia đình thì buồn hơn một chút, còn các chàng trai chưa vợ thì còn mẹ già ngóng trông. Nhiều lúc nghĩ tủi thật, nhưng thời chiến mình chẳng còn cách nào khác. Chuyến này mà các anh có về thì chúng tôi và các bác sẽ luôn nhớ và khắc ghi công sức của các anh. Ấy, cô quên một điều nữa, đó là những ai chưa vợ thì yên tâm có chúng tôi chờ. Được cho vui vậy thôi, nhưng các anh đi động lực chính là gia đình, hay lấy gia đình là hành trang, là động lực cho các đồng chí vượt qua các loại khó khăn sắp tới. Chúng tôi cũng sẽ ra chiến trường, nhưng ở mặt trận khác, mỗi người mỗi cảnh chung một lý do để trở về. Cô nói đúng, nhưng còn một lý do chung nữa chắc tôi và các bạn ở đây đều muốn làm, đó là bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ thiêng liêng mà chúng ta có thể sống chết vì nó. Thôi, các chị đi về chuẩn bị cho các anh lên đường. Có khi tiếng máy bay nó bay qua đầu chúng ta lúc nào không biết đâu đấy. Lại đi, lại đi, lại đi.
không chịu nữa rồi. Kỳ đồng chí, tỉnh đi, chúng ta còn mẹ, vợ và các con đang chờ ta ở nhà. Anh không được vốn xuôi thế nào như vậy chứ. Cố lên thôi, cố lên đồng chí ơi. Entertainment.